Chương trình ngày mới kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn kênh truyền hình BRT, đặc biệt là chọn chương trình ngày mới để cập nhật thông tin thời sự vào 6 giờ sáng mỗi ngày. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi sắp chuyển tải sẽ hữu ích cho quý vị. Ngoài những thông tin, vấn đề, sự kiện thời sự trong nước, trong tỉnh và thế giới đáng quan tâm, theo dõi chương trình thì quý vị sẽ được gặp một người bí thư chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, công việc tại địa phương, từ đó thu hút mọi người dân cùng tham gia. Thực hiện đề án xây dựng bệnh viện Bà Rịa văn minh, thân thiện, hiện đại, các y bác sĩ tại bệnh viện Bà Rịa đã không ngừng trau dồi kỹ năng và trình độ chuyên môn. Đến nay, bệnh viện đã được chuyển giao tiếp nhận nhiều kỹ thuật tiên tiến, qua đó điều trị thành công nhiều ca bệnh đòi hỏi chuyên môn cao. Đây là vấn đề sẽ được đề cập trong Gõ Cửa Ngày Mới hôm nay. Hình ảnh trẻ em hát lại những ca khúc thiếu nhi cũ của thế kỷ trước đã rất khan hiếm, thậm chí là hát bài hát của người lớn đang là thực tế khiến cho các bậc phụ huynh luôn trăn trở băn khoăn. Từ thực tế này, chúng ta thực sự đang rất cần những bài hát hay cho thiếu nhi, những bài hát phản ánh đúng đời sống, suy nghĩ, tư duy, tình cảm của trẻ em. Chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn vấn đề này. Nhưng trước hết, chúng ta cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý được ghi nhận trong 24 giờ qua. Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 năm 2019. Bộ Công Thương sắp kiểm tra nhiều mặt hàng kinh doanh online. Đề xuất nộp phạt giao thông trực tuyến. Tập đoàn IMC làm việc với Sở Xây dựng về xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu thành thành phố xanh bậc nhất Đông Nam Á. Mở đầu dòng quay 24 giờ sáng nay là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với các bộ ngành tổ chức phiên toàn thể diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 năm 2019 với chủ đề Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án 4.0, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện các bộ ngành tham dự diễn đàn. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Bộ Chính trị đã họp thông qua đề án và thống nhất ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế đã dự báo việc tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Nghị quyết đã thể hiện rõ quan điểm và sự quyết tâm của Đảng khi coi chủ động tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Với sự tham gia của gần 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, diễn đàn đã thẳng thắn chỉ ra những thế mạnh cũng như hạn chế còn tồn tại của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó, các đại biểu cũng đề xuất giải pháp để Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng này trong thời gian tới. Văn hóa người Việt Nam là thích ứng nhanh với cái mới, ham học hỏi cái mới, sáng tạo trong ứng dụng cái mới. Và Việt Nam luôn là nước mạnh nhất thế giới trong các cuộc cách mạng toàn dân. Vậy ai sẽ là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số này? Đó chính là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, là các doanh nghiệp ICT Việt Nam. Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 nhằm đánh giá tình hình tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta trong thời gian qua, đồng thời phổ biến quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong thời gian tới. Bộ Công Thương đã có kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử nhằm chống buôn lậu hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trang sức, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, rượu, quần áo, giày dép sẽ là những mặt hàng nằm trong chiến dịch thanh tra kiểm tra. Đây là kế hoạch vừa được Bộ Công Thương phê duyệt nhằm tăng cường thanh tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến hết năm 2020. Đối tượng được Bộ Công Thương kiểm tra là các thương nhân, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sẽ là những địa bàn trọng điểm nằm trong kế hoạch kiểm tra lần này. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo hình thức trực tiếp khiến người vi phạm phải mất nhiều thời gian và rất dễ nảy sinh nhũng nhiễu tiêu cực. Do đó, để hạn chế những tồn tại này, Văn phòng Chính phủ đề nghị áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo Văn phòng Chính phủ, với việc áp dụng hình thức thu tiền này, người bị xử phạt có thể tra cứu để được cung cấp thông tin về tên, quyết định xử phạt, số tiền phạt, tài khoản kho bạc phải nộp để nộp phạt trực tuyến ngay trên hệ thống trực tuyến. Ngoài ra, người bị xử phạt có thể nhận lại giấy tờ bị tạm giữ qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp hoặc ủy quyền tùy theo việc lựa chọn. Văn phòng Chính phủ nhận định khi áp dụng hình thức trực tuyến tương ứng sẽ tiết kiệm ít nhất hơn 1.300 tỷ đồng một năm cho xã hội. Một tin vui với những du khách Việt nếu có nhu cầu đến Hàn Quốc vào 3 tháng cuối năm nay, đó là sẽ được miễn lệ phí xin visa. Đây là chương trình nhằm chào đón hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Hàn Quốc ASEAN diễn ra trong tháng 11 tại Busan. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định miễn phí xin thị thực ngắn hạn cho công dân các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12. Du khách sẽ không phải nộp $20, tức khoảng 460.000 đồng lệ phí xét duyệt, nhưng lệ phí tiếp nhận hồ sơ 390.000 đồng vẫn thu như cũ. Ngoài ra, các loại visa khác đều không thay đổi. Chuyển sang phần thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị, đại diện tập đoàn AMG Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng để tìm hiểu thông tin về tổng quan khu vực nghiên cứu quy hoạch các đô thị nhằm hoàn thiện ý tưởng đề xuất xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu trở thành thành phố xanh bậc nhất Đông Nam Á vào năm 2040. Ý tưởng này đang được tập đoàn AMG phối hợp với tập đoàn Abdullah bin Zayed đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đề xuất thực hiện. Tại buổi làm việc với tập đoàn AMG Việt Nam, đại diện Sở Xây dựng đã giới thiệu tổng quan về phát triển kinh tế của tỉnh, giới thiệu những lợi thế lĩnh vực địa bàn mà tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư, hệ thống cảng, hạ tầng giao thông, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Theo đó, những khu vực mà tỉnh dự kiến nghiên cứu quy hoạch gồm có Gò Găng, Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu, khu vực Đông Nam, thành phố Bà Rịa và trung tâm thị xã Phú Mỹ. Tiếp đó, đại diện các sở ngành đã trả lời những câu hỏi xung quanh các nội dung như tình hình cung cấp điện nước cho hoạt động sản xuất công nghiệp, khu vực tiếp nhận và xử lý rác thải công nghiệp, sinh hoạt, y tế, chất thải rắn, tình hình về nguồn lao động chất lượng cao. Quá trình trao đổi làm việc, tập đoàn AMC đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan tại khu hóa dầu Long Sơn, nhất là tình hình xử lý môi trường đối với các dự án hóa dầu khi đi vào hoạt động. Sở Xây dựng đã cung cấp thêm các thông tin về quy hoạch cũng như các số liệu về dân số, y tế, giáo dục của tỉnh để đoàn tham khảo. Vòng quay 24 giờ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong 9 tháng đầu năm 2019, các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn gần 8.900 lượt người, tiếp 47 đoàn đông người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã 11 lần tiếp với 60 lượt công dân. Toàn tỉnh đã giải quyết được 544 trên 709 vụ việc khiếu nại tố cáo, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đạt tỷ lệ 76,7%. Đây là thông tin được báo cáo tại cuộc họp giao ban công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 do ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Trong 9 tháng đầu năm nay, các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1389/2019 về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đến nay, tổ công tác này đã giải quyết được 10 trên 26 vụ việc. Phát biểu kết luận cuộc họp giao ban công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát huy vai trò của người đứng đầu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong giải quyết khiếu nại tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với những vụ việc khó khăn kéo dài, Thanh tra tỉnh tham mưu với lãnh đạo tỉnh phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các sở ngành địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh,
đồng thời tăng cường trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các vụ án hành chính. Ban tổ chức hội thi Tự hào Đảng Quang Vinh của tỉnh vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả tổ chức hội thi Tự hào Đảng Quang Vinh cấp cơ sở và tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi cấp tỉnh. Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi Tự hào Đảng Quang Vinh của tỉnh thì dù là lần đầu tiên tổ chức, song hội thi Tự hào Đảng Quang Vinh đã được đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố hưởng ứng tích cực. Đến nay đã có 7 trên 8 đơn vị tổ chức thành công hội thi cấp cơ sở. Riêng tại đơn vị thị xã Phú Mỹ sẽ tổ chức vào ngày 4 tháng 10. Đa số các đội dự thi Tự hào Đảng Quang Vinh cấp cơ sở đều có sự đầu tư công phu, chuẩn bị nghiêm túc, tạo được không khí sôi nổi, hào hứng thông qua nhiều tiết mục ấn tượng, có tính chuyên nghiệp cao. Hội thi tại các địa phương đã thu hút hàng ngàn lượt cổ động viên đến cổ vũ nhiệt tình, tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, điển hình nhất là tại huyện Châu Đức. Về công tác chuẩn bị cho tổ chức hội thi cấp tỉnh, đến nay, ban tổ chức hội thi đã cơ bản hoàn thành công tác thẩm định kinh phí, thiết kế bộ đề, kịch bản chi tiết, market, trang trí, kế hoạch tuyên truyền. Tại cuộc họp ban tổ chức hội thi Tự hào Đảng Quang Vinh cấp tỉnh, đại diện các đơn vị đề nghị ban tổ chức bố trí 2 ngày để các đơn vị chạy thử sân khấu, bổ sung giải hội cổ động viên ấn tượng, yêu cầu các đội không sử dụng pháo sáng trong các phần thi, giới hạn mốc thời gian thông tin thời sự. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố. Từ năm 2015 đến nay, thành phố Vũng Tàu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn. Thành phố thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng thực hiện thanh kiểm tra đối với các dự án đánh giá tác động môi trường. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tại buổi làm việc với đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ năm 2018 đến nay, thành phố đã quyết liệt thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường khu vực cửa lấp kênh Bến Đình. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Bửu, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới, thành phố Vũng Tàu cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực môi trường, đặc biệt là tại khu công nghiệp Đông Xuyên, kênh Bến Đình, các cơ sở chế biến hải sản tại khu vực cửa lấp phường 11, phường 12. Thưa quý vị, Bác Hồ đã dạy lực lượng của dân rất lớn, công tác dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Và nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, nên gần 10 năm qua, với vai trò là bí thư chi bộ ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, ông Dương Văn Thành không chỉ vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, mà còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, từ đó thu hút người dân cùng hưởng ứng thực hiện. Con đường này trước đây chỉ là đường hẻm sình lầy. Giờ đây con đường đã được bê tông hóa, khang trang, sạch sẽ. Có được kết quả trên là nhờ chi bộ, ban điều hành ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Đặc biệt ông Dương Văn Thành, bí thư chi bộ ấp, đã không quản khó khăn, trở ngại, vận động người dân hiến đất làm đường. Trong đó thì mảng hoàn trách nhiệm thì chúng tôi vừa họp triển khai, rồi chúng tôi là đi vận động. Bản thân tôi và trong chi bộ chúng tôi phân công đảng viên là họp là tổ dân cư là đi dự để vận động. Đầu khi mà thực hiện thì bản thân tôi là gia đình tôi hiến đất thì cũng không nhiều, nhưng mà tôi trực tiếp, gia đình tôi trực tiếp ra vận động bà con ra cùng làm luôn. Đổ đất, đổ đá ban đầu, đổ rồi ban cào ra là bản thân tôi đi trực tiếp làm suốt luôn với bà con luôn. Không chỉ tuyến đường này mà nhờ sự thấu tình đạt lý của ông Thành và ban điều hành ấp Phước Lợi mà đến nay 18 tuyến hẻm trên địa bàn ấp đều được bê tông hóa, nhựa hóa. Ngoài việc hiến hơn 11.000 m2 đất và 500 ngày công lao động, người dân còn quyên góp hơn 122 triệu đồng để làm đường. Để các tuyến đường thêm khang trang sạch đẹp, từ năm 2018 đến nay, ông Thành tích cực vận động người dân trồng hoa ven các con đường. Sở chi bộ là người đi đầu, là chủ trương như chỉ đạo các cái đoàn thể như là dẫn trực tiếp đi vận động để các đoàn thể đi rồi tham gia vận động người dân thực hiện tất cả các cái chương trình như đường hoa, rồi đèn chiếu sáng, rồi tất cả như kèm theo cái vệ sinh môi trường, rồi rác thải thu gom, rồi nó đảm bảo để đạt những cái tiêu chuẩn của nông thôn mới. Cái con đường là trên con đường đều có bông hoa và vận động người dân là coi như là ai cũng đồng tình theo cái chủ trương của nhà nước.
Ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ có 360 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Với cương vị là bí thư chi bộ ấp, ông Dương Văn Thành đã cùng với ban mặt trận và các tổ chức đoàn thể ấp vận động người dân tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. Nỗ lực tâm huyết của ông Thành đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với những kết quả đạt được, ông Dương Văn Thành vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Tạm gác lại những thông tin tại Bà Rịa Vũng Tàu và trong nước, chúng ta dạo một vòng xa lộ thông tin thế giới để xem có diễn biến nào đang tác động đến đời sống xã hội toàn cầu. Nga kêu gọi bình ổn thị trường năng lượng. Mỹ sắp áp thuế trừng phạt EU. Google tăng cường tính bảo mật cho người dùng. Hàn Quốc áp dụng bằng lái xe di động. Cà phê Việt lọt top ngon nhất thế giới trên CNN. Triển lãm vinh danh các nhân vật truyện tranh kinh điển. Thế giới 360 độ sẽ đồng hành cùng chúng ta. Thưa quý vị, phát biểu tại một diễn đàn năng lượng tại Moscow, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin vừa khẳng định điều quan trọng là cần sử dụng mọi công cụ để bình ổn các thị trường năng lượng. Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh những tuần gần đây sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê Út tháng trước. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Iran phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu tại Ả Rập Xê Út. Chúng tôi lên án các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phản đối những âm mưu nhằm buộc tội Iran bởi chẳng có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Tổng thống Nga khẳng định sẽ tiếp tục là một bên có trách nhiệm trong liên minh giữa tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC với các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC. Nhà lãnh đạo Nga cho biết vẫn duy trì tăng cường quan hệ với cả Iran và Ả Rập Xê Út, đồng thời cam kết sự hợp tác giữa Moscow và Riyadh sẽ giúp bình ổn giá năng lượng toàn cầu. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa chấp thuận cho Mỹ đánh thuế hàng hóa của Liên minh châu EU trị giá 7,5 tỷ đô la Mỹ nhằm trả đũa việc khối này đã trợ giá cho hãng sản xuất máy bay Airbus một cách trái luật. Ngay lập tức, Mỹ xác nhận sẽ bắt đầu áp thuế trừng phạt EU kể từ ngày 18 tháng 10 tới. Theo phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Mỹ có thể áp thuế với các mặt hàng của Liên minh châu Âu EU sớm nhất là vào giữa tháng 10 này, sau khi cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO ký chính thức thông qua phán quyết trên của tổ trọng tài. Theo danh sách sơ bộ của Washington, các sản phẩm bị đánh thuế sẽ bao gồm các máy bay của Airbus, trực thăng, rượu vang, túi sách và cả format. Chỉ vài giờ sau phán quyết trên, đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer ra tuyên bố cho biết Mỹ sẽ áp đặt thuế trừng phạt đối với EU kể từ ngày 18 tháng 10. Trong đó, Washington sẽ áp thuế 10% đối với máy bay của EU và thuế 25% đối với các mặt hàng khác, bao gồm một số hàng nông sản và công nghiệp, từ các nước hỗ trợ Airbus như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh. Ông Lighthizer cho biết quyết định của WTO cho phép thuế lên tới 100%. Nhưng Washington quyết định không làm tới mức đó khi mà Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp cho tranh chấp kéo dài 15 năm giữa hai bên. Chuyển sang những thông tin khác. Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc đã cập nhật hàng ngày mức độ phóng xạ tại một số tỉnh thành của cả hai nước trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tác động kéo dài của sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011. Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, hoạt động phổ biến cập nhật mức độ phóng xạ nêu trên được thực hiện trong bối cảnh sự quan tâm đến mức độ phóng xạ Nhật Bản gần đây đang gia tăng, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Thông báo bằng cả tiếng Nhật và tiếng Hàn trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản nêu rõ, chính phủ Nhật Bản hy vọng người dân Hàn Quốc sẽ hiểu rõ hơn về mức độ phóng xạ tại Nhật Bản khi chúng tôi liên tục cung cấp thông tin chính xác dựa trên bằng chứng khoa học và giải thích đầy đủ một cách rõ ràng. Những dữ liệu này do các cơ quan giám sát bức xạ cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như các cơ quan hữu quan ở tỉnh Fukushima đo đạc. Tháng 3 năm 2011, một trận động đất lớn mạnh 9 độ Richter đã gây ra sóng thần, đánh sập hệ thống làm mát tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi trên Thái Bình Dương, phía đông bắc của Nhật Bản.
Người dùng Google sẽ được tăng cường bảo đảm quyền riêng tư khi gã khổng lồ công nghệ này của Mỹ vừa thông báo sẽ bổ sung tính năng mới để tăng tính bảo mật. Ứng dụng bản đồ Google Maps sẽ được bổ sung chế độ riêng tư. Theo đó, thông tin di chuyển của người dùng sẽ không bị lưu lại. Người dùng YouTube sẽ có thể cài đặt để tự động xóa lịch sử hoạt động sau một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, Google cũng tung ra tiện ích giúp người dùng kiểm tra độ an toàn của mật khẩu cũng như thông báo khi tài khoản bị xâm nhập. Trong khi đó, người dùng Google Assistant sẽ có thể sử dụng các lệnh bằng giọng nói để xóa lịch sử trong trợ lý ảo này. Google cho biết các tính năng mới trên sẽ được triển khai cho hệ điều hành Android trong tháng 10 này, song chưa công bố thời điểm áp dụng cho hệ điều hành iOS. Tiếp tục là một thông tin công nghệ đáng chú ý, được ghi nhận từ xứ sở Kim Chi. Thưa quý vị, Hàn Quốc lên kế hoạch áp dụng bằng lái xe di động vào năm sau. Theo đó, thì tư cách và thông tin cá nhân của người lái xe có thể xác định được thông qua điện thoại thông minh. Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về việc xúc tiến dịch vụ xác nhận bằng lái xe di động với ba nhà mạng viễn thông. Khi dịch vụ xác nhận bằng lái xe di động được đưa vào áp dụng, người dùng điện thoại thông minh tại Hàn Quốc có thể đăng ký bằng lái xe của mình lên hệ thống kiểm chứng thông minh bằng lái của Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Lái xe sẽ không còn phải mang theo bằng lái cứng bởi tư cách và thông tin cá nhân của họ sẽ hiển thị trên nền tảng ứng dụng xác nhận cá nhân chung có tên là PASS. Dịch vụ này không chỉ giúp xác nhận tư cách và thông tin người lái xe một cách dễ dàng, mà còn có tính bảo mật cao, giúp hạn chế tình trạng lấy cắp bằng lái xe của người khác. Cuối bản tin là những ghi nhận thú vị dành cho những khán giả yêu thích ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật. Mới đây, nhân ngày cà phê quốc tế 2019, trang CNN của Mỹ đã đưa ra 9 điểm đến có hương vị cà phê tuyệt vời nhất thế giới. Và đặc biệt trong số đó, cà phê tại thủ đô Hà Nội được CNN nhận định rằng có thể gây nghiện cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Trang CNN đưa tin Việt Nam là một trong những nhà sản xuất hạt cà phê lớn nhất thế giới. Và nếu ở thủ đô Hà Nội thì không cần phải đi quá xa để có một tách cà phê tuyệt hảo. Cà phê Phin là loại cà phê được trang này gợi ý đầu tiên nhờ hương vị đậm đặc thơm phức, có thể uống nguyên chất hoặc pha cùng với sữa đặc có đường. Đây là một sự khác biệt so với những loại cà phê pha với sữa tươi quen thuộc. CNN cũng giới thiệu một loại cà phê đặc trưng phổ biến của Hà Nội, đó là cà phê trứng với vị béo ngậy khiến các thực khách khó lòng quên. Cùng với đó là loại cà phê cốt dừa với mùi hương độc đáo. Bên cạnh đó, trang CNN cũng đưa ra những gợi ý địa điểm các quán cà phê mà thực khách có thể ghé thăm để thưởng thức, như cà phê Giảng, cà phê Đinh, Loa Đinh Tì. Mới đây, một buổi triển lãm truyện tranh đã được tổ chức tại Thư viện Quốc hội Mỹ nhằm tôn vinh các tác phẩm truyện tranh kinh điển của xứ sở cờ hoa, cũng như những nhân vật anh hùng đã bị lãng quên. Điểm sáng của buổi triển lãm truyện tranh là bức vẽ gốc của nhân vật Cậu bé Vàng. Xuất bản lần đầu vào năm 1985, Cậu bé Vàng được xem là nguồn cội của thế giới truyện tranh Mỹ. Các nhân vật như Charlie Brown, người nhện, người dơi đã trở thành biểu tượng trên toàn cầu. Tuy nhiên, không phải tất cả đều may mắn như vậy. Rất nhiều nhân vật đã bị lãng quên theo thời gian. Old Negro là truyện tranh đầu tiên do một tác giả người Mỹ gốc Phi có tên là Orin Evans sáng tác, nhưng tác phẩm này chỉ được phát hành một số duy nhất. Anh ấy không được tờ báo nào chấp nhận đăng tải tác phẩm của mình, vì vậy truyện tranh của Orin Evans không thể xuất bản số thứ hai. Điều này thật tiếc. Suốt từ năm 1947 cho đến sự xuất hiện của nhân vật Black Panther trong thập niên 60, có rất ít sự hiện diện tích cực của người Mỹ gốc Phi trong truyện tranh. Những phiên bản truyện gốc như thế này hiện rất hiếm và có thể nói Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đang sở hữu cả một kho báu quý giá. Rất nhiều nhân vật siêu anh hùng giờ đây đã xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh hấp dẫn, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Phim ảnh kể lại những câu chuyện vốn được viết và vẽ lên bởi những người đam mê nghệ thuật. Theo tôi, việc đưa nhân vật hoạt hình vào phim ảnh sẽ khiến cho mọi người quan tâm nhiều hơn đến các tác phẩm gốc. Triển lãm truyện tranh tại Thư viện Quốc hội Mỹ sẽ mở cửa cho đến hết tháng 12 năm 2020. Vừa rồi là những thông tin thế giới đáng chú ý. Còn bây giờ chúng ta cùng cập nhật những tâm điểm mà báo chí trong nước đăng tải.
Chiều hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo thường kỳ và thông tin này được hầu hết các trang báo đăng tải. Trong đó, thông tin đáng chú ý nhất là phản ứng của Việt Nam về tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này và đã yêu cầu Trung Quốc rút ngay nhóm tàu cũng như không được lặp lại hành động này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền Việt Nam được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Liên quan việc chính người Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với phía Hàn Quốc để xử lý vụ việc. Thưa quý vị, thời gian gần đây, thông tin bình dưỡng nhiệt Trung Quốc có chứa sợi amian độc hại, một loại kịch độc gây ung thư đang được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ, khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang lo lắng. Đáng chú ý, nhiều người đã tự ý đập bỏ bình, tháo các lớp inox để kiểm tra các hoạt chất bên trong bình dưỡng nhiệt. Và theo các chuyên gia, hành động này càng gây ra nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe. Để làm rõ vấn đề này, Báo Dân Trí đã có bài viết xôn xao chuyện bình dưỡng nhiệt của Trung Quốc chứa chất kịch độc gây ung thư. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn, Khoa Hóa Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giữa hai lớp inox trong bình dưỡng nhiệt, người ta thường dòi bông amian với mục đích cách nhiệt và dưỡng nhiệt tốt. Nếu chất amian không bị phát tán ra ngoài môi trường thì không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hơn nữa, người dùng tuyệt đối không tự ý đập bỏ bình và tháo rời phần lỗi bên trong để tránh việc phát tán amian ra bên ngoài. Ngoài ra, người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm ở các cửa hàng uy tín có nguồn gốc xuất xứ và đã được kiểm định chất lượng an toàn. Thưa quý vị, hiện nay việc rao bán các sản vật được lấy từ động vật hoang dã thuộc loại quý hiếm như là vút cọp, nanh cọp, móng gấu, sừng tê giác, nanh heo rừng, lông đuôi voi, v.v. ngày càng phổ biến. Hoạt động trái phép này đang diễn ra công khai trên Internet bằng nhiều hình thức chỉ để chiêu dụ người mua. Thông tin người bán chỉ ghi lại số điện thoại để khách hàng liên lạc, chứ không cho biết địa chỉ cụ thể. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài phản ánh về vấn đề này. Theo các chuyên gia y tế, không có cơ sở để kiểm chứng về những công dụng thần kỳ của các sản vật từ động vật quý hiếm, mà thực chất chỉ là những lời đồn thổi không có căn cứ khoa học. Trong khi đó, các loại động vật quý hiếm cần được bảo tồn vẫn đang bị con người săn bắt, tận diệt, thậm chí có loài hầu như đã bị tuyệt chủng. Hành vi tàn trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật quý hiếm có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao nên một số đối tượng vẫn ngang nhiên khai thác và buôn bán. Nhiều người tham gia giao thông thắc mắc việc di chuyển gặp đèn đỏ mà sẽ phải có bị phạt hay là không và không hiểu quy định này ở đâu. Tại các thành phố lớn, khi mà tham gia giao thông vào giờ cao điểm, thông thường lực lượng điều khiển giao thông cho phép người dân rẽ phải khi gặp đèn đỏ để giảm ùn tắc. Từ đó gây hiểu nhầm rằng gặp đèn đỏ được rẽ phải. Nhưng theo luật giao thông đường bộ thì không phải như vậy. Theo luật giao thông đường bộ, những trường hợp được phép rẽ phải khi gặp đèn đỏ gồm có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, có đèn xanh báo hiệu ưu tiên, cho phép rẽ phải được lắp đặt kèm theo. Có biển báo giao thông cho phép các xe rẽ phải được lắp đặt kèm theo. Có lắp đặt tiểu đảo để phân luồng cho phép các xe rẽ phải trước khi đến đèn tín hiệu giao thông. Ngoài các trường hợp trên, người tham gia giao thông sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt nếu rẽ phải khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ. Mức tiền phạt từ 300 đến 400 ngàn đồng và có thể bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi rẽ phải khi gặp đèn đỏ. Một số triệu chứng về mắt có thể gây ra những cảm giác rất là khó chịu. Nó có thể là tình trạng đỏ mắt do khô mắt bình thường, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của những bệnh nghiêm trọng hơn như là nhiễm trùng. Thông tin được đăng tải trên báo Thanh Niên. Nếu gặp phải các triệu chứng như khó nhìn thấy rõ khi lái xe vào buổi tối, nhạy cảm với ánh sáng, đau mắt, thường xuyên nhức đầu, thì người bệnh không nên chần chừ mà cần tìm ngay đến bác sĩ. Đối với những triệu chứng về mắt, bệnh nhân cần được bác sĩ điều trị ngay lập tức. Để càng lâu, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp. Hậu quả nặng nề nhất có thể là mất thị lực vĩnh viễn. Thời gian qua, với tinh thần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, cùng với sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Bà Rịa đã làm chủ được nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu.
Và đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của đề án xây dựng bệnh viện Bà Rịa văn minh thân thiện hiện đại giai đoạn 2017-2019. Năm 2019 là năm về đích trong thực hiện đề án này, nên từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã nỗ lực tiếp cận, học tập, chuyển giao nhiều kỹ thuật, phương pháp điều trị tiên tiến, cũng như là thành lập các chuyên khoa sâu để thuận lợi hơn trong việc ứng dụng các kỹ thuật điều trị mới. Ngày 2 tháng 10 vừa qua là một ngày đáng nhớ đối với các bác sĩ khoa tai mũi họng cũng như với bệnh viện Bà Rịa. Đó là ngày các bác sĩ khoa tai mũi họng lần đầu tiên trực tiếp thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản cho bệnh nhân bị ung thư thanh quản thông qua sự hỗ trợ hướng dẫn của các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là ông Mộng Hùng, 54 tuổi, ngụ phường 12 thành phố Vũng Tàu. Ông Hùng bị khàn tiếng từ cách đây hơn 1 năm. Khi tiếng ngày càng khàn đặc, ông Hùng đến khám tại bệnh viện Bà Rịa. Quá trình kiểm tra, các bác sĩ phát hiện có một khối u ở cổ và tiến hành sinh thiết. Kết quả, ông Hùng bị ung thư thanh quản. Các bác sĩ bệnh viện Bà Rịa đã mời bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cùng hội chẩn và thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Theo chỉ định, bệnh nhân được cắt bỏ thanh quản toàn phần, nạo vét hạch cổ. Sau hơn 5 giờ, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật. Sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện trong vòng 2 tuần tiếp theo. Thành công này là kết quả từ sự nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ của đội ngũ bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện Bà Rịa. Từ cách đây hơn 1 năm, một ekip của bệnh viện đã được cử tham gia tập huấn, học tập kinh nghiệm điều trị ung thư thanh quản tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thành công của ca phẫu thuật này là nền tảng để các bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện Bà Rịa tự tin triển khai những ca khó, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao hơn, phương pháp kỹ thuật điều trị tiên tiến hơn. Đây là cái ca đầu tiên. Ca đầu tiên thì chúng tôi chuyển giao. Thì sau này thì sẽ tiếp tục những cái ca tiếp theo. Cái về mặt cơ sở vật chất của bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu thì tôi nhận thấy là đầy đủ cơ sở vật chất. Dụng cụ đầy đủ, phòng mổ đầy đủ. Và cái nhân viên gây mê với lại đội ngũ bác sĩ thứ là đầy đủ, có khả năng là tiếp nhận cái kỹ thuật này. Thì với cái công việc mà thuận lợi như thế này đó, thì chúng ta qua những ca mẫu đầu tiên thì thấy là cái sự chuẩn bị nó cũng là phối hợp nhịp nhàng và các anh ở trên cũng hết sức là nhiệt tình và hướng dẫn tận tình trên cái điều kiện tại bệnh viện. Và tôi hy vọng rằng á, là với cái mà diễn tiến thuận lợi như thế này đó, thì trong một vài năm nữa đó, thì là chúng ta có thể làm chủ về cái kỹ thuật là cắt thanh quản toàn phần cho bệnh nhân đối với ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo thuận lợi cho nhân dân được thụ hưởng các kỹ thuật điều trị tiên tiến ở ngay tại địa phương. Từ năm 2017 đến nay, bệnh viện Bà Rịa đã cử đội ngũ y bác sĩ đi tập huấn chuyên môn ở các bệnh viện tuyến trên, ký kết hợp đồng với các bệnh viện tuyến trên chuyển giao kỹ thuật điều trị chuyên sâu cho bệnh viện. Nhờ đó, bệnh viện Bà Rịa đã thực hiện được nhiều kỹ thuật điều trị đòi hỏi chuyên môn cao như kỹ thuật nội soi can thiệp cầm máu đối với bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng, kỹ thuật nội soi thắt tĩnh mạch thực quản đối với bệnh nhân bị chở tĩnh mạch thực quản, thực hiện phẫu thuật điều trị hóa trị cho bệnh nhân ung thư. Bệnh viện Bà Rịa đã thành lập thêm các khoa mới để thuận lợi hơn trong tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu. Đầu năm nay, bệnh viện đưa vào hoạt động hai khoa mới, khoa thần kinh, được tách ra từ khoa nội và khoa lọc máu, được tách ra từ khoa hồi sức tích cực chống độc. Trong đó, khoa thần kinh hướng đến điều trị chuyên sâu các bệnh liên quan đến tai biến mạch máu não, các bệnh thoái hóa não và hệ thần kinh. Hiện khoa thần kinh đã được trang bị các trang thiết bị hiện đại như máy CTA, DSA, MRI, giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác, từ đó có chỉ định điều trị kịp thời, hiệu quả. Cái tương lai của mình, mình sẽ làm giống như một cái trung tâm đột quỵ hoàn hảo luôn. Thì thường bây giờ là mình làm những ca nào mà nặng quá, mình làm thì mình phải chuyển đi. Nhưng sau này mình sẽ để lại, mình làm luôn, can thiệp luôn. Tại vì tranh thủ thời gian mà, thời gian đó là thời gian vàng. Thì nếu mà trễ quá thì chuyển lên bên kia cũng không có làm gì. Thì mình tranh thủ thời gian mình làm đây. Bệnh viện sẽ tập trung các cái nguồn lực, xem lại những cái nội dung nào mà nó có tính cách quan trọng trước tiên thì bệnh viện sẽ đầu tư. Ví dụ như là chuẩn bị đầu tư vấn đề về bệnh án điện tử, khám bệnh từ xa, đăng ký khám bệnh từ xa, rồi là đầu tư về công tác đào tạo,
đầu tư về trang thiết bị. Với việc Bệnh viện Bà Rịa thành lập các khoa mới theo hướng điều trị chuyên sâu, nhiều bệnh nhân trên địa bàn tỉnh đã và đang được thụ hưởng những lợi ích này. Nhiều bệnh nhân khi vào viện, tiên lượng tử vong cao đã được kịp thời chữa trị. Thuận lợi hơn trên chỗ Sài Gòn. Đây thì có nơi ăn, nơi nằm thoải mái hơn. Trên Sài Gòn thì cứ phải nằm dìa cái bờ, bác sĩ đây cũng chăm sóc nhiệt tình. Hiện nay Bệnh viện Bà Rịa đã có kế hoạch triển khai các kỹ thuật cao về răng hàm mặt, tiếp tục phát triển chuyên khoa sâu về hồi sức tim mạch, hồi sức nhi sơ sinh, đồng thời đưa vào hoạt động các khoa vi sinh, hóa sinh, thăm dò chức năng, phẫu thuật tạo hình. Thưa quý vị, âm nhạc được xem là một thành tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách con người, đặc biệt là đối với trẻ em. Thế nhưng hiện nay, âm nhạc cho thiếu nhi đang đối mặt với một thực trạng đáng buồn là có rất ít bài hát mới và bài hát hay. Đúng là như Ngọc Diệu vừa nói, tôi cũng cảm nhận thấy ngày càng có ít bài hát mới về trẻ em có sức lan tỏa, được nhiều người yêu thích. Như thời gian trước đây thì âm nhạc dành cho thiếu nhi thường là những sáng tác có lồng ghép tính giáo dục, có hàng loạt các bài ca có ca từ và nội dung đơn giản dễ hiểu, mang tính giải trí cao, phù hợp với lứa tuổi của các em thiếu nhi, giúp cho trẻ dễ cảm nhận, dễ hiểu cũng như là dễ thuộc. Nhưng mà thực tế hiện nay thì Nhật Trường thấy là nhiều em còn thuộc các bài hát của người lớn nhiều hơn là các bài hát dành cho lứa tuổi của các em. Chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhìn lại thực trạng đáng buồn này. Đồ trên kia cao quá, mãi mãi không đồ tới nào, phản trọng tương tư vì ai, tiếng vỡ vang lời phú phà. Đây là một khảo sát nhỏ của nhóm phóng viên thời sự. Mới học cấp 1, nhưng khi được hỏi về bài hát mà các em yêu thích, thì các tác phẩm âm nhạc được điểm tên đều là những ca khúc dành cho người lớn, không phù hợp với lứa tuổi của mình. Hãy chào cho anh của Xuân Tùng MTV, Sóng Gió của Jack và KICM. Nhiều bài trẻ con thì con chưa thuộc, nhưng mà với mấy cái bài người lớn thì con thuộc. Nguyên nhân trẻ em thích nhạc người lớn, một phần là do các bài hát cho thiếu nhi hiện nay ngày càng ít và càng không phổ biến. Những ca khúc kinh điển cho thiếu nhi một thời như Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày, Đi Học, Hạt Gạo Làng Ta đã không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại tại các đô thị, do đó không còn là sự lựa chọn hàng đầu của các em. Thời gian qua, tại nhiều sân chơi âm nhạc cho thiếu nhi cũng xuất hiện nhiều ca khúc người lớn với lời ca não nề hay tình yêu thù hận không phù hợp với tâm lý trẻ em. Điều này khiến các phụ huynh không khỏi lo lắng. Cháu biết và hát những cái bài hát của tức là dành cho người lớn như thế thì mình cũng hơi lo lắng về những cái vấn đề mà nó không đúng tuổi, rồi là những suy nghĩ nó khác đi, không phải là của trẻ con, không phải là tuổi thơ nữa. Có thể thấy trẻ em Việt đang khác những dự án âm nhạc dài hơi, vừa để kích thích các nhạc sĩ sáng tác cho trẻ em, vừa giúp phổ biến rộng rãi các sản phẩm âm nhạc có giá trị, phản ánh đúng đời sống, suy nghĩ, tư duy, tình cảm của trẻ em thời nay. Sáng tác cho thiếu nhi không dễ. Tôi đã sáng tác khá nhiều cái ca khúc cho thiếu nhi không dễ thế nào. Thứ nhất là nó cái cao độ của nó không được cao quá, không được chấm thấp quá, thấp là các em không hát được. Các nhạc sĩ trẻ bây giờ thì muốn tự khẳng định bản thân mình, thì họ không lấy khẳng định bản thân mình bằng nhạc trẻ con, mà họ hay lấy cái nhạc người lớn để họ. Dù ở thời nào, âm nhạc vẫn luôn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Âm nhạc cho thiếu nhi lại càng quan trọng, vì nó góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, cần có định hướng đúng đắn cho các hoạt động âm nhạc thiếu nhi, từ việc hoạch định chính sách đến việc sáng tác, phổ biến, biểu diễn và truyền thông. Ngày mới tiếp tục với những thông tin giá cả thị trường. Và sau đây là giá cả của một số mặt hàng chưa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, những ngày qua thị trường vàng nổi sóng khi tăng giá kỷ lục. Nguyên nhân là do giá vàng thế giới tăng cao bởi những diễn biến căng thẳng tại nhiều khu vực trên thế giới cũng như là bất ổn trong nội bộ chính quyền Mỹ. Thị trường vàng trong nước vừa trải qua một tuần biến động giá. Vàng tăng cả hai chiều, đặc biệt tăng tới 800.000 đồng một lượng chiều bán ra. Tập đoàn Doji Hà Nội tăng 500.000 đồng một lượng, ở mức 41.550.000 đồng một lượng mua vào và tăng mạnh tới 800.000 đồng một lượng lên 42.250.000 đồng một lượng bán ra.
tập đoàn Phú Quý vừa niêm yết giá vàng SJC tăng 350.000 đồng lên 41.550.000 đồng một lượng mua vào và tăng 400.000 đồng một lượng lên 41.950.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng tăng trở lại là do giới đầu tư lo lắng về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau khi Mỹ công bố hoạt động sản xuất trong tháng 9 xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Hơn nữa, do căng thẳng tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục leo thang, nhất là tại Mỹ, khi cuộc điều tra luận tội của Hạ viện đối với Tổng thống Donald Trump đang được tiến hành gắt gao. Và một thông tin giá cả cũng đang được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm thời điểm này, đó chính là giá heo hơi. Thưa quý vị, trong khi giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc tăng nhanh, có nơi lên đến hơn 40.000 đồng một ký, thì giá heo tại khu vực miền Trung và miền Nam chỉ dao động nhẹ. Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh miền Bắc tăng cách biệt rõ rệt hơn với các vùng miền còn lại, trung bình từ 47.000 đồng một ký đến 52.000 đồng một ký. Tuy nhiên, thị trường heo hơi miền Trung Tây Nguyên chỉ tăng nhẹ và dao động trong mức giá từ 34.000 đến 42.000 đồng một ký. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An là hai địa phương dẫn đầu khu vực với giá heo hơi đạt 47.000 đồng một ký. Tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, giá heo hơi đồng loạt tăng ở nhiều địa phương. Long An tăng 4.000 đồng một ký lên 41.000 đồng một ký, Hậu Giang tăng 1.000 đồng, Cà Mau 41.000 đồng một ký, Bến Tre tăng giá lên 42.000 đồng một ký. Đáng chú ý, tại Trà Vinh, giá heo hơi đã đạt ngưỡng 43.000 đồng một ký, mức cao nhất miền Tây tính đến thời điểm hiện tại. Tại Đông Nam Bộ, giá heo có phần im ắng hơn, dao động trong khoảng từ 40.000 đến 45.000 đồng một ký. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 4 tháng 10. Hôm nay, thời tiết khu vực tỉnh đang dần chuyển tốt, ban ngày hầu hết các khu vực trong tỉnh đều nắng. Tuy cường độ nắng không quá mạnh nhưng lại gây cảm giác oi bức vào thời điểm trưa chiều, nhất là các khu vực phía bắc của tỉnh như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động từ 32 đến 34 độ, chạm ngưỡng nắng nóng. Các khu vực gần biển, nền nhiệt ở mức thấp hơn, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Trưa và chiều, một số nơi vẫn có mưa rào và dông rải rác, nhưng so với những ngày qua, mưa giảm cả về diện và lượng. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 94%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay có mưa rào, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh và lốc xoáy, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 82%. Thời tiết vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo chuyển tốt hẳn, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, trong cơn dông cần lưu ý đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Tại Vũng Tàu, ngày 4 tháng 10 năm 2019, mực nước cao nhất 400 cm xuất hiện lúc 5 giờ. Thấp nhất 100 cm xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút. Hy vọng là quý vị đã kịp nhớ những thông tin vừa rồi để chủ động công việc trong ngày hôm nay. Đến đây, chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin chương trình thời sự tiếp theo.